Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh Bado Official. Trên tay mình đây là một cái cuốn tài liệu khách hàng gửi cho mình photo. Thì đây là một cuốn tài liệu khổ A5 mà theo yêu cầu của khách hàng là phô ra một tờ giấy A4. Thì để phô như thế nào cho nhanh thì hôm nay mình sẽ làm video này, mình chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn về cách để chúng ta phô nhanh một cái quyển sách này. Và chúng ta sẽ phóng to lên nó từng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện. Rồi, trước khi chúng ta tiến hành, chúng ta set up cái máy, chúng ta cài đặt máy để chụp, thì chúng ta sẽ làm cái thao tác là chúng ta sẽ che những cái phần thừa để cho cái tài liệu khi mà chụp ra nó sẽ không có bị đen ở những cái chỗ mà nó sẽ bị dính ánh sáng. Thì có nhiều bạn, rất nhiều bạn lại cho ý kiến rằng có thể là phô theo cái kích thước cuốn sách. Tuy nhiên ở đây là mình không thích theo dạng photo cuốn sách mà mình sẽ thích che vậy, che là những phần thừa hơn. Tại vì lý do là khi mà trong quá trình chụp thì cuốn sách nó có thể là nó sẽ rẽ theo cái hình quạt, do đó là nó sẽ chụp, nó sẽ có những đoạn nó sẽ hở. Thì do đó là để mục đích chúng ta che vậy thì chúng ta sẽ hạn chế được những cái phần đen cho cuốn tài liệu chúng ta chụp ra. Thì đây là cái cách của mình, còn nếu các anh chị nào có cách khác hay hơn thì các anh chị cứ chụp theo cách của các anh chị nha. Rồi, sau khi chúng ta che hết cuốn tài liệu như thế này rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào, chúng ta sẽ cài đặt máy để chúng ta chụp. Rồi, đây là cái màn hình. Trước tiên chúng ta sẽ cài vào trong cái đúp của Bayside ha. Các anh chị chọn vào Storybook, Storybook. Các anh chị chọn vào trong cái phần form bắt cái mũi tên ngang là hai size nè. Các anh chị chọn vào đây cho mình. Sau đó các chị bấm OK. Chị bấm OK. Tiếp đến, các anh chị sẽ chọn, tại đây là cái tài liệu mình sẽ phóng ra khổ A4, do đó các anh chị sẽ chọn là từ A5 ra A4 ha. Thì chúng ta sẽ chọn, chúng ta ở đây chúng ta sẽ bấm vào trong cái ô trên đây nè. Các anh chị thấy A4 ra A3 mà A5 ra A4 nè, thì nó cái độ phóng to của nó khoảng là 141% ha. Tiếp đến là khi mà cái, nếu mà các anh chị để vậy, các anh chị chụp á, thì nó sẽ qua, nó bị lệch cái lề, nó sẽ không có được cái phần lề chúng ta đóng gáy cho chính xác. Do đó các anh chị thêm một thao tác nữa là các anh chị vào trong Edit Bitmask, các anh chị vào trong Margin Adjustment ha. Rồi ở đây là phía phần phía sau nè, bắt là phía sau, do đó các anh chị sẽ đưa cái lề phía sau á, nó đưa qua phía bên trái, thì để cho cái lề phải ở phía mặt sau nó sẽ rộng ra. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái lề vào phía bên trái, thì ở đây mình đưa thì nhắm khoảng 8 mm nha. Sau đó mình bấm OK. Rồi bây giờ đây là cái phần thiết up xong, bây giờ mình sẽ chọn khay thôi. Và sau đó là mình sẽ chọn mực, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành chụp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chụp. Thì khi chụp các anh chị bấm Start. Thì các anh chị sẽ giữ như thế này ha. Tại là nó sẽ quét qua hai lần. Nó sẽ quét qua một lần, rồi sau đó nó quét thêm lần nữa để nó ghi tài liệu. Và sau đó cái mặt thứ hai là chúng ta mới lấy, còn cái mặt cái tờ đầu là chúng ta bỏ nha. Các chị sẽ thấy là nó sẽ quét hai lần. Đây là cái tờ thứ nhất nè, mình bỏ nè. Và đây là cái tờ thứ hai. Các chị thấy là khi mà chụp ra thì như thế này, cái mặt thứ nhất đây là phóng từ ra, phóng bự ra tờ từ đúng không? Tức là cái lề phải nè, cái lề trái là đóng nè. Thì khi mà mình đưa qua, hồi nãy mình làm qua thao tác để mình đưa qua trong phần adjust ở cái mình á, tức là mình sẽ đưa cái lề này nè. Nếu mà các anh chị bình thường mà các anh chị chụp, các anh chị thấy cái lề này nè, nó sẽ sát phía bên đây ha, nó sẽ sát vào đây. Do đó là khi là cái lề gáy mình đóng nó sẽ bị dính, do đó chúng ta sẽ đưa qua, chúng ta sẽ đưa qua. Thì ở đây cái lề gáy mình nó đã rộng rãi, chúng ta cũng có thể đưa qua thêm một chút nữa. Nếu các anh chị cảm thấy mà bên lề này nó còn rộng thì chúng ta có cứ việc chúng ta sẽ đưa qua, không sao cả. Chúng ta sẽ đưa qua, chúng ta canh làm sao khi mà cái cuốn tài liệu này nó, một cái tờ đầu tài liệu nó đã ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chụp những cái tờ khác cũng y như phần này ha.
Rồi sau khi các anh chị và các bạn phô xong thì các anh chị nên kiểm tra lại một lần nữa cái tài liệu của chúng ta coi thử là nó có cái tờ nào nó bị lỗi hay không. Có thể là do trong quá trình chụp hoặc là chúng ta có một cái vấn đề gì đó nó sẽ bị lỗi thì chúng ta nên kiểm tra lại. Đối với số lượng mà chúng ta nếu mà chụp nhiều thì chúng ta càng kiểm tra kỹ cái cuốn đầu tiên. Còn đối với trong quá trình chụp á, thì các anh chị có thể là xê dịch cái bảng che á. Trong quá trình chụp thì các anh chị chú ý là khi cuốn sách á, nó giống như một cái hình rẽ quạt vậy, nên do đó là khi đối với cái tờ chụp lần đầu nó sẽ khác với cái tờ chụp cuối tập giữa ha, trong quá trình lật thì do đó là khi đó các anh chị nên xê dịch cái miếng che, có thể là xê dịch một chút xíu thôi chứ ta không xê dịch nhiều. Và có thể là trong quá trình chụp thì chúng ta coi thử cái lề thứ hai á, nó có lệch nhiều hay không. Nếu mà lệch nhiều thì chúng ta sẽ dừng lại, chúng ta sẽ chỉnh và cái bước chụp cũng giống là chụp ở mức độ ban đầu. Rồi video của mình chia sẻ tới đây là kết thúc ha. Nếu các anh chị cảm thấy có hữu ích thì các anh chị hãy share để mọi người cùng theo dõi và đừng quên bấm like để ủng hộ tinh thần cho video. Nếu các anh chị mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video sau. Chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công cho công việc của mình.